mà quản lý thông tin hồ sơ, tất cả các cái hồ sơ quản lý công trình thì khi mà các đơn vị gửi lên trên hệ thống thì các cái cán bộ quản lý vào trong thì có thể là vào trong hệ thống thì có thể là xem được những cái thông tin này, mình có thể xem trực tiếp được trên hệ thống hoặc là xem trực tiếp được ở trên trình duyệt web, hoặc là mình tải về và quản lý tại máy. Tiếp theo là giao diện báo cáo đánh giá an toàn đập và thông tin tổng hợp của các cái báo cáo, ví dụ như là báo cáo mưa, hoặc báo cáo các cái số liệu liên quan đến hồ chứa, báo cáo mực nước sông, hoặc là báo cáo thông tin các phạm vi ảnh hưởng ngập lụt. Phần 4 là hiện trạng hồ chứa đập, thì hệ thống cho phép người dùng khai thác thông tin hồ chứa đập dâng, phân loại theo nhiều tiêu chí, dung tích, nghị định 114, hồ có cửa van và tràn tự do, kết cấu đập, công tác quản lý và hồ chứa liên tỉnh. Dữ liệu được nhóm theo từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và cho phép hiển thị chi tiết từng công trình, cho phép hiển thị vị trí tại bản đồ. Thì đây là ở bên phía trên này thì là giao diện của hiện trạng đập và hồ chứa. Thì ở đây thì các anh chị có thể thấy là có thể phân loại, hiện tại là mặc định là phân loại theo dung tích, thì có cả phân loại theo nghị định 114, phân loại theo loại hồ chứa vân vân, tùy vào các anh chị có thể bấm chọn ở đây để hệ thống để tự động lọc và phân loại theo tỉnh. Bên phía dưới này thì có chi tiết của một công trình, ví dụ mà khi các anh chị bấm vào cái hồ chứa Trúc Kinh này chẳng hạn thì nó sẽ ra thông tin, ra vị trí tại bản đồ và ra những cái thông tin liên quan đến công trình. Và bên phía dưới ở bên phải này thì là cái biểu tượng quả cầu xanh này, là khi mà cái biểu tượng quả cầu xanh mà sáng như thế này thì tức là cái công trình đấy là đã có vị trí, thì các anh chị bấm vào cái quả cầu xanh này để hiển thị vị trí. Còn trường hợp mà quả cầu xanh này mà nó màu xám thì tức là mình chưa đã có vị trí ở tại khu vực đấy. Quản lý thông số và thao tác tại bản đồ thì hệ thống cho phép người dùng quản lý thông số và thao tác bằng chuột ngay tại bản đồ. Thì các anh chị quản lý có thể là mình thao tác, mình bấm trực tiếp vào các cái nhãn hiển thị cảnh báo tại bản đồ để mình khai thác thông tin chi tiết mà không cần phải vào bấm vào bất cứ cái module chức năng nào, mình có thể mình khai thác thông tin và mình xem thông tin ở ngay tại bản đồ. Thì ở tại bản đồ thì cho phép các anh các chị là mình khai thác được cái thông tin là nhãn dữ liệu công trình, có nhãn của hồ chứa, nhãn của các cái trạm đo mưa và trạm đo mực nước sông vân vân, hiển thị dữ liệu bản đồ nền, hiển thị chú giải bản đồ, các thao tác tương tác với bản đồ. Thì ở đây thì có phần bản đồ nền, và thì bên dưới này thì các anh chị có thể thấy là có các cái lớp bản đồ, ví dụ như là bản đồ nền giải đoán ảnh. Thì ở đây các anh chị có thể thấy là có lớp mà bản đồ nền là lớp mặc định hiển thị. Ngoài ra thì có thể chọn bản đồ hiển thị bản đồ theo Google, hoặc là mình hiển thị thêm mặt lưới kinh độ vĩ độ. Thì các anh chị chỉ cần mình tích chọn vào cái nền mà mình muốn hiển thị thì cái lớp nền này nó sẽ được hiển thị đè lên ạ. Tiếp theo là ở giữa này thì là phần chú giải, thì cho phép các chị có thể khai thác, khi mà khai thác bản đồ thì mình nắm được thông tin là cái biểu tượng của cái các cái lớp các cái icon hiển thị ở trên bản đồ nó là biểu tượng cho cái gì, ví dụ như là hồ chứa thì nó biểu hiện như thế nào, mưa thì như thế nào, mực nước, trạm đo mực nước thì như thế nào, các cái cảnh báo liên quan. Tiếp theo là các lớp bản đồ công trình thiên tai bão và lớp liên quan đến thủy lợi, thì gồm có các nhóm là cũng có các hồ chứa đập dâng, trạm bơm cống vân vân. Phần tiếp theo là quản lý thông tin chi tiết của một hồ chứa, thì khi mà các chị bấm vào tên của một công trình thì nó sẽ hiển thị chi tiết của công trình đấy, ví dụ như là một cái hồ chứa, ví dụ như là hồ chứa La Ngà chẳng hạn, thì khi mà các anh chị bấm vào chi tiết, bấm vào tên của hồ chứa thì nó sẽ hiển thị ra thông tin của cái hồ đấy. Thì tại chi tiết của một công trình thì cho phép các anh chị thao tác quản lý, thứ nhất là quản lý cái số liệu quan trắc dự báo, thứ hai là quản lý hình ảnh camera nếu có của cái công trình, và cuối cùng là menu quản lý thì cho phép các anh chị quản lý các cái thông tin liên quan đến chi tiết của công trình, ví dụ như là thông tin chung, thông số kỹ thuật, hình ảnh, hồ sơ, đặc tính lòng hồ, quan hệ pH,
quy trình vận hành, thông tin nhập liệu thủ công, đánh giá toàn đập, biểu đồ điều phối, quan trắc thân đập, quan trắc tổng hợp lượng mưa. Thì tất cả những cái công trình, tất cả những cái menu này thì là nó đều gắn với cả cái công trình, cái chi tiết của cái công trình đấy ạ. Ở bên dưới này là giao diện ạ. Khi mà các anh chị bấm vào chi tiết thì nó sẽ mặc định hiển thị ra cái bên trái này là hồ chứa La Ngà. Ở phía giữa này thì các anh chị bấm vào thì nó sẽ hiển thị, bấm vào cái biểu tượng ở bốn dấu này ở cạnh camera thì nó sẽ hiển thị thông tin menu quản lý. Và đây là chi tiết của và vị trí chi tiết hiển thị trên bản đồ của hồ chứa La Ngà. Phần thứ bảy thì em muốn giới thiệu chức năng quản trị của hệ thống. Thì cái này thì đơn vị của mình thì nếu mà có các cán bộ nào mà thực hiện thao tác quản trị trên hệ thống thì em có thể là mình hướng dẫn hỗ trợ kỹ càng hơn để cho mình sử dụng, mình thao tác. Còn hiện tại thì em muốn giới thiệu qua về cái tính năng này thì bởi vì là có thể là không phải ai mình có thể mình thao tác cái này, chỉnh sửa thông tin và mình cập nhật thông tin cho các tài khoản đăng nhập hệ thống. Thì hệ thống cho phép các chị quản trị viên thao tác quản trị hệ thống các cái thông tin quản lý, bao gồm có quản lý đơn vị sử dụng, các cái quyền đi kèm và bao gồm có thêm mới, cập nhật, xóa và phân quyền cho đơn vị sử dụng. Hai là quản lý nhóm quyền. Thì quản lý nhóm quyền thì tức là mình tạo một cái nhóm quyền liên quan đến cái đơn vị sử dụng đấy, tức là đơn vị đấy sẽ có những cái nhóm quyền gì, khai thác với chức năng nào, khai thác với cái menu như thế nào. Đấy, nếu mà mình không phân quyền cái menu đấy thì cái đơn vị đấy sẽ không được hiển thị cái thông tin menu đấy. Và cuối cùng là quản lý nhóm quyền, là quản lý người dùng. Quản lý người dùng thì cho phép thêm mới, cập nhật, sửa, xóa và gán cái quyền của đơn vị sử dụng cho nhóm người dùng. Thì tương ứng với cả gán cái nhóm quyền của đơn vị sử dụng đấy thì là cái người dùng này cũng sẽ có được cái quyền tương ứng. Đây là giao diện quản lý đơn vị. Bên phía trái này thì các anh chị có thể thấy là phân cấp theo từ cao xuống đến thấp. Phía trên là Bộ Nông nghiệp, phía dưới là có Tổng cục và có các cái sở nông nghiệp, phát triển nông thôn của các tỉnh, và dưới nữa là sẽ có các cái công ty thành viên hoặc là có huyện. Bên phải thì chính là phân quyền chức năng. Thì tương ứng với phân quyền nào thì các anh chị bấm chọn vào cái phân quyền tương ứng đấy. Đây là thao tác quản lý nhóm người dùng. Thì tương ứng với quản lý nhóm người dùng thì nó sẽ có những cái quyền nó gắn với nhóm người dùng, ví dụ như là quyền được quản lý dữ liệu, quyền được lập kế hoạch, quyền được vận hành hệ thống, quyền được quản trị hệ thống hoặc là quyền báo cáo thống kê. Tiếp theo là quyền quản lý người dùng thì nó có các cái thông tin về các cái tài khoản các anh chị sử dụng để đăng nhập vào hệ thống. Thì hiện tại thì hệ thống đã có cái phiên bản dành cho điện thoại. Thì đối với các trường hợp mà các anh các chị đi công tác mình không có điều kiện sử dụng máy tính, thì hoặc là các anh các chị cán bộ đang khai thác vận hành ở tại hồ chứa chẳng hạn, mình cũng không có điều kiện sử dụng máy tính thì mình cũng có thể là sử dụng điện thoại có kết nối internet 3G và 4G wifi để mình kết nối vào hệ thống để mình kiểm tra thông tin. Thì anh các chị cũng vẫn vào theo cái đường link giống như mình kết nối với máy tính thủy lợi quảng trị .vn để kết nối, và hệ thống sẽ tự động link đến đường dẫn và nó sẽ đưa ra cái giao diện quản lý ở trên điện thoại. Thì anh các chị có thể thấy là giao diện hiển thị ở trên điện thoại nó sẽ có một số cái nó phù hợp hơn và nó sẽ khác so với cả mình thao tác ở trên máy tính ạ. Đây là giao diện khai thác thông tin. Đây là giao diện trang chủ, cảnh báo số liệu quan trắc, cảnh báo theo số liệu dự báo. Các cái thông tin nó sẽ tương ứng giống với cả khi mà anh chị khai thác dữ liệu ở trên máy tính. Ở phía giữa này là hiện trạng đập hồ chứa hiển thị ở trên giao diện mobile. Ở đây là giao diện hiển thị của bản đồ ở trên điện thoại. Phần thứ 9 là giám sát và hỗ trợ điều hành hồ chứa theo thời gian thực. Thì phân hệ giám sát và hỗ trợ điều hành hồ chứa theo thời gian thực thì cho phép người dùng khai thác và quản lý thông tin dự báo lũ đơn hồ hoặc là dự báo ngập lụt hạ du.
Để thao tác với các tính năng này thì các công trình thì cần phải tích hợp hệ thống quan trắc tự động để được tính toán được cái quy đến dự báo. Ví dụ như là có cái dữ liệu về về mưa dự báo, và thứ hai là có dữ liệu về mực nước hồ, mực nước tự động. Thì có thể tính toán được cái thông tin mực nước dự báo, tính toán được cái thông tin quy đến, từ đó tính toán được qua đến các cái thông tin về mưa thì tính toán được cái quy đến dự báo đến hồ là như thế nào. Thì khi mà được tích hợp, hệ thống mình được tích hợp tự động rồi thì các anh chị không cần phải thao tác gì, hệ thống sẽ tự tính toán và tự gửi lại được cái thông tin quy đến dự báo để cho các anh chị có thể khai thác được cái thông tin ảnh hưởng quy đến dự báo nó ảnh hưởng như thế nào đến hồ trong cái thời gian tới. Thì ở đây thì slide lấy ví dụ về một cái công trình hồ chứa thỏa mãn các cái điều kiện để vận hành điều tiết lũ đơn hồ và liên hồ chứa là hồ Ngàn Trươi. Thì dự báo lũ, dự báo ngập lụt hạ du thì cho phép các anh chị khai thác được và quản lý được các cái thông tin ví dụ như là tự động dự báo lũ đến hồ ngập lụt hạ du, và thứ hai là tùy chỉnh dự báo lũ ngập lụt hạ du và hỗ trợ ra quyết định điều hành, thứ ba là hỗ trợ xả lũ tối ưu theo quy trình vận hành hiện tại hiện hành, và cuối cùng là vận hành trong quá khứ và tra cứu các trận lũ trong lịch sử. Ở đây em muốn giới thiệu tức là cái cung cấp các cái nguồn mưa dự báo. Thì ban đầu để mà xây dựng lên được một cái kịch bản thì mình phải có đầu vào. Thì đầu vào ở đây thì thứ nhất là phải có nguồn mưa dự báo. Thì ở đây thì các số liệu hỗ trợ ở các nguồn mưa dự báo thì bao gồm có mưa dự báo và thông tin dự báo hồ chứa. Thì đối với cả các nguồn mưa dự báo thì gồm có các nguồn dự báo mưa toàn cầu GFS và mưa ở châu Âu ECMWF, nguồn của Halex, tập đoàn Halex của Nhật và Meteo Blue của Thụy Sĩ kết hợp với Mỹ. Cho các tất cả các nguồn này, cho các cái trạm đo thuộc hồ chứa và cho toàn bộ thuộc trong cái lưu vực đấy, thì tần suất cập nhật thì là 4 lần một ngày, thời đoạn dự báo thì chi tiết lên đến từng giờ và thời gian dự báo thì tối đa là 10 ngày. Đây là giao diện thông tin dự báo của mưa. Phía bên dưới này thì là cái biểu đồ thì các anh chị thấy có thấy được hai màu, nhất là màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Màu xanh da trời là cái thông tin quan trắc, còn màu xanh xanh lá cây này thì là thông tin dự báo. Thì đây thì hệ thống hỗ trợ hiển thị luôn cả cái thông tin dự báo ở tại cái thời điểm trong quá khứ, tức là để cho phục vụ các anh các chị khi mà mình theo dõi ở trên biểu đồ, mình có cái sự so sánh để mình biết được xem nào là cái nguồn mưa dự báo nào nó dự báo sát so với cả cái thực tế trạng diễn ra ở khu vực của mình. Đó là mình sẽ có được những cái quyết định nó hỗ trợ mình đưa ra những cái quyết định nó chính xác hơn. Bên phải hỗ trợ các anh các chị khai thác thông tin theo lưới dữ liệu có lượng mưa, thực đo lượng mưa dự báo, thông tin độ chính xác của lượng mưa và lũy tích theo ngày từ 19 giờ ngày hôm trước đến 19 giờ ngày hôm sau, và lũy tích thực đo và cùng là lũy tích dự báo. Cung cấp số liệu dự báo của hồ chứa thì cái nguồn đầu vào thứ hai để xác định tính toán được cái thông tin của dự báo lũ thì chính là cái số liệu dự báo liên quan đến hồ chứa. Thì từ số liệu mưa dự báo từ các nguồn tích hợp thì hệ thống mặc định tính toán và hiển thị dữ liệu dự báo cho hồ chứa trong vòng 72 giờ tới. Thì dữ liệu dự báo lưu lượng đến hồ và thiết lập kéo dài kế hoạch xả và dự báo diễn biến mực nước và dung tích hồ. Ở đây các anh các chị có thể thấy được là cái giao diện ở phía trên này, giao diện kết quả dự báo của 72 giờ tới này, mực nước, dung tích, quy đến như thế nào. Các anh chị có thể nắm được cái, mình có thể xem, mình có thể nắm được thông tin dự báo, kết quả dự báo. Thì bên dưới này thì là biểu đồ diễn biến lưu lượng đến hồ. Thì đây các anh chị nhìn vào thì mình có thể thấy được có cái thông tin của mực nước quan trắc như thế nào và quy đến quan trắc như thế nào.
và quy đến dự báo cái đường màu đỏ này nó như thế nào, và cái điểm cao nhất này và cái chấm này thì chính là đỉnh lũ chẳng hạn như thế. Và mưa, cái cột màu đỏ như này là cột mưa mưa dự báo, bên cạnh là cái thông tin dự báo là lưới dữ liệu bảng biểu của thông tin quan trắc và hồ chứa, các anh chị có thể khai thác được thông tin của lưu lượng đến, dung tích hồ và mực nước hồ, tự động dự báo lũ đến hồ, ngập lụt hạ du. Thì bằng việc cập nhật và sử dụng số liệu mưa quan trắc của các cái trạm và dữ liệu mưa dự báo mới nhất, sử dụng kết hợp với mô hình mưa dòng chảy là Mai Nam và hệ thống đã tự động tính toán được cái dự báo dòng chảy đến hồ. Hệ thống thì cho phép xem xét kết quả dự báo các nguồn mưa dự báo khác nhau. Thứ hai là kết hợp với các kịch bản xả đã được thiết lập. Thứ ba là chọn khoảng thời gian xem dự báo từ 24 giờ cho đến 72 giờ. Thì đây là cái giao diện thao tác. Thì cái này thì buổi chiều thì các bạn chuyên môn thủy lợi thì sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái thao tác. Với kế hoạch điều tiết của các cái hồ chứa ở phía thượng lưu và số liệu mới nhất của mưa quan trắc và dự báo của các trạm hạ du, bằng việc kết hợp cái mô hình thủy lực Mai 11 và Mai Blue, hệ thống tự động tính toán dự báo dòng chảy trên sông và diễn biến ngập lụt hạ du. Thì bên dưới này các anh chị có thể thấy được thông tin là sau khi mà ra được kết quả của dự báo của mực nước sông, thì khi mà các anh chị bấm vào trạm thì bên dưới này nó sẽ hiển thị thông tin của mực nước tại trạm. Cái màu đỏ này tức là cái thông tin cảnh báo mực nước nó sẽ thay đổi như thế nào, và nếu mà vượt quá các cái cấp báo động thì nó sẽ hiển thị ra làm sao. Thì ở đây thì các anh chị có thể xem ở bên cạnh cái biểu đồ này, thì mình có thể nhìn thấy là như này là đang vượt quá báo động 2 chẳng hạn, hoặc là mình lên ở phía trên này mình vượt quá báo động 1. Và bên cạnh này thì là cái bản đồ hiển thị, thì cho phép cái điểm màu nhòe nhòe như này, tức là những cái điểm này là đang có cái cảnh báo ngập lụt ở những cái khu vực như thế này, và xem cái chú giải ở phía dưới này để nắm được là cái mức ngưỡng ngập là như thế nào. Quy trình dự báo lũ đến hồ, ngập lụt hạ du và hỗ trợ ra quyết định. Hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh thông tin dự báo. Thứ nhất là tùy chỉnh thời gian dự báo, tùy chỉnh số giờ dự báo, tùy chỉnh ốp thời gian dự báo, tùy chọn mô hình mưa dự báo và chỉnh theo chỉnh sửa theo kinh nghiệm. Khi thiết lập kịch bản mưa dự báo phù hợp, kết hợp với mưa quan trắc trên hệ thống tính toán dự báo dòng chảy đến hồ. Sau khi có được thông tin dòng chảy đến hồ thì người dùng thao tác chức năng điều tiết hồ để đưa ra cái thông tin kịch bản xả. Ở phía trên này thì là cái giao diện để cho phép các anh các chị lọc thông tin trong ngày dự báo, số giờ dự báo, ốp giờ, cái thông tin quản lý của kịch bản trên kịch bản. Và phía bên dưới này là cái giao diện cập nhật thông tin mưa dự báo, và từ cái chính cái cập nhật thông tin mưa dự báo này thì cho ra cái kết quả là quy đến dự báo của hồ chứa. Hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh lưu lượng xả của các cái trạm có ảnh hưởng tới mực nước của khu vực hạ du. Ví dụ như là ở cái lưu vực Ngàn Trươi thì sẽ có cái trạm dừa, khi mà xả thì ảnh hưởng tới mực nước của hạ du, thì hệ thống sẽ có cái phần để bổ sung thêm cái dữ liệu quy xả của các cái trạm nào mà nó có ảnh hưởng đến khu vực hạ du. Thì ở đây các anh chị có thể thao tác để mình cập nhật cái thông tin xả của trạm, hỗ trợ xả tối ưu theo quy trình vận hành hiện hành. Thì ở đây thì các anh các chị có thể thấy được các cái giao diện hỗ trợ người dùng thao tác hỗ trợ xả. Ở đây phía trên này thì các anh chị có thể thấy được có cái ba lựa chọn. Thì lựa chọn thứ nhất, cái option 1 này thì cho phép xả theo lịch sử vận hành, thì mình sẽ xả theo thông tin xả trong quá khứ. Cái option thứ hai, cái lựa chọn thứ hai thì cho phép các anh chị xả theo kế hoạch xả của chủ hồ cung cấp, thì mình có thể là có dữ liệu xả của chủ hồ thì mình có thể mình paste lên, mình có thể mình copy paste vào trên hệ thống để mình xem cái kết quả xả đấy thì ảnh hưởng đến mực nước như nào, hoặc là những cái theo quy định của phía trên, từ bên phía ban quản lý yêu cầu xả như thế nào, mình có thể mình đưa vào trên hệ thống để mình xem khi mà mình xả như vậy thì cái kết quả
nó sẽ trả về như thế nào để đưa ra được những cái điều tiết, đưa ra được những cái quản lý xả tốt nhất. Và thứ ba nữa là cái lựa chọn cuối cùng này, hệ thống sẽ gợi ý xả theo khống chế mực nước sau xả, thời gian xả và xả theo quy trình vận hành hiện tại. Mục tiêu chính của hỗ trợ xả lũ tối ưu này là nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, thứ hai là cắt giảm lũ cho vùng hạ du, và cuối cùng là tích nước hiệu quả cho hồ chứa đối với cả vận hành ở trong mùa cạn. Thì bên dưới này các anh chị có thể thấy được giao diện lưới dữ liệu quản lý thông tin của quy đến, quy xả, mực nước, và phía bên phải là lưu lượng đến hồ. Đây là thông tin của biểu đồ hiển thị. Vận hành trong quá khứ và tra cứu các trận lũ lịch sử thì lưu trữ và hiển thị toàn bộ các cái diễn biến mực nước hồ, lưu lượng đến hồ và lưu lượng xả thực tế trong quá khứ. Thứ hai là cho phép so sánh các trận lũ lịch sử với các kịch bản dự báo thiết lập. Thì đây là giao diện để cho phép các anh chị quản lý các cái trận lũ ở trong quá khứ. Thì các cái thông tin ở trên hình ảnh các anh chị có thể thấy là gồm có cái thời gian diễn ra và quy đến, quy xả, mực nước hồ, và phía bên phải này thì là cái giao diện của biểu đồ. Thì ở đây các anh chị có thể chọn được cái thời gian diễn ra cái trận lũ đấy, thời gian có cái số liệu tương ứng đấy, và sau đó thì mình có thể là mình tạo mới cái trận lũ lịch sử đấy để quản lý thông tin. Thì vừa rồi thì em đã trình bày xong thông tin ở trên slide, thì em xin phép được chuyển lại giao diện ở trên phần mềm trên hệ thống ạ. Thì để kết nối đến hệ thống thì các anh các chị truy cập vào trang web thủy lợi quảng trị.vn ạ. Thì hiện tại ở khu vực hiện tại ở chỗ mình thì các anh chị nào đang có máy tính, có thiết bị thì các anh chị có thể là truy cập vào luôn giúp em thủy lợi quảng trị.vn. Thì giao diện là chưa đăng nhập của hệ thống thì cho phép các anh chị khai thác được các cái thông tin trên bản đồ, các cái thông tin tổng hợp của hệ thống ở phía bên ngoài này. Còn để mà cập nhật các cái thông tin và khai thác được đầy đủ các cái thông tin ở trên hệ thống thì bắt buộc các anh chị sẽ phải đăng nhập với cái phân quyền tương ứng của mình. Thì để đăng nhập vào hệ thống, các anh chị bấm giúp em vào cái tài khoản, cái biểu tượng hình người này ạ. Mình nhập tên đăng nhập và mật khẩu và mentor ạ. Sau khi kết nối thành công thì hệ thống sẽ hiển thị tên của người đăng nhập ở phía góc này ạ. Thì đây là bản đồ giao diện bản đồ được hiển thị. Thì ở tại bản đồ này thì cho phép các anh chị khai thác được các cái thông tin ở cái nhãn tại bản đồ này, thì gồm có thông tin của các cái nhãn hồ chứa, các cái nhãn của trạm đo mực nước, trạm đo mưa, vân vân. Cái thông tin về các cái vị trí của trạm và những cái đường ranh giới. Thì đối với cả các cái anh chị thuộc ban lãnh đạo, khi mà các anh chị vào hệ thống phần mềm thì mình không cần thiết mình phải vào chi tiết từng cái menu chức năng này. Mình có thể mình khai thác được thông tin ngay tại bản đồ này, ví dụ như là ở tại những cái điểm có cái cảnh báo như thế này, các anh chị có thể chỉ vào và mình có thể xem được thông tin là cái nhãn này là thuộc cái hồ chứa nào đang thực hiện cảnh báo và cái thông tin cảnh báo đấy là gì. Mình có thể mình nhìn được, quan sát được ngay ở tại bản đồ này. Và để mà xem được là những cái nhãn ở trên bản đồ này nó đang thể hiện cái gì, các cái icon này nó đang thể hiện gì, các anh chị bấm giúp em vào cái phần chú giải tại bản đồ này. Thì tại phần chú giải bản đồ này các anh chị có thể thấy được cái thông tin về cái biểu tượng của các cái icon cảnh báo này và cái màu sắc của nó thể hiện được nó đang cảnh báo gì. Ví dụ như là màu tím của cái cảnh báo hồ chứa này thì là mực nước hồ thì đang lớn hơn mực nước lũ thiết kế chẳng hạn, hoặc là màu đỏ thì là mực nước hồ đang vượt qua mực nước dân bình thường, màu vàng là mực nước dưới mực nước chết, màu xanh thì là ở ngưỡng màu xanh da trời này thì là mực nước đang ở ngưỡng bình thường. Đối với cả mưa thì cũng tương tự, thì nó sẽ có hình giọt nước này, thì đối với cả mưa có màu tím thì sẽ lớn hơn vượt qua 200 mm, mưa có màu đỏ thì là nằm ở trong ngưỡng từ 100 đến 200 mm, mưa màu vàng nó nằm ở ngưỡng
trên 50, nhỏ hơn 100 mm. Và phía bên dưới thì có cảnh báo liên quan đến nước sông. Đấy thì các anh các chị có thể khai thác được thông tin hình ảnh icon tại phần chú giải. Thì để mà xem thông tin chi tiết lưới dữ liệu của ví dụ như của một cái hồ chứa chẳng hạn, các anh chị có thể bấm vào cái tên của hồ chứa hoặc bấm vào cái biểu tượng ba chấm bên cạnh như này. Thì khi các anh chị bấm vào chi tiết thông tin đấy thì nó sẽ hiển thị thông tin chi tiết tương ứng ạ. Ví dụ như là đối với hồ chứa thì nó sẽ hiển thị ra chi tiết của hồ chứa để cho mình khai thác thông tin bảng biểu lưới dữ liệu các cái thông tin quan trắc liên quan. Còn đối với cả các cái điểm cái trạm đo mưa này thì các anh chị bấm vào thì nó ra thông tin chi tiết biểu đồ, nó ra lưới dữ liệu hiển thị tại bản đồ. Ở phía góc dưới này thì cho các anh chị có thể nắm được thông tin kinh độ vĩ độ, nắm được thông tin kinh độ vĩ độ của cái công trình ở trên hệ thống. Ở đây thì có các cái thao tác hỗ trợ người dùng có thể tương tác được với bản đồ, thì có bao gồm có về trung tâm bản đồ, ví dụ như khi các anh chị đang zoom bản đồ, phóng to thu nhỏ bản đồ hay đang kéo đến một cái vị trí bất kỳ nào đấy để trở lại được cái trung tâm bản đồ, anh chị có thể bấm vào biểu tượng về trung tâm bản đồ. Ngoài ra thì có biểu tượng phóng to thu nhỏ, anh chị có thể bấm vào để mình zoom bản đồ lên hoặc thu nhỏ bản đồ, hoặc là mình thao tác lăn chuột để mình phóng to thu nhỏ bản đồ. Tương tự thì có phần đo diện tích, anh chị có thể bấm vào biểu tượng đo diện tích để mình có thể mình đo được diện tích của khu vực. Thì kết thúc cái thao tác đo, các anh chị bấm đúp để hiển thị cái kết quả của cái thao tác đo. Và tiếp theo là đo khoảng cách, các anh chị cũng thao tác tương tự như vậy. Thì để mà khai thác được các cái thông tin liên quan đến số liệu quan trắc và số liệu dự báo của hệ thống, thì các anh chị có thể là quan sát tại phần bên phía trái của bên phía menu trái của hệ thống, thì có cái thông tin cảnh báo theo số liệu quan trắc và cảnh báo theo số liệu dự báo, thì cho phép các anh chị khai thác thông tin mưa, mực nước, dung tích, quy đến, quy xả của nước sông. Để khai thác ở phía bên ngoài thì các anh chị có thể nhìn vào, mình có thể nắm được cái thông tin là hiện tại có bao nhiêu trạm cảnh báo. Ví dụ như là mưa ở đây thì là không trạm, tức là không có trạm cảnh báo nào. Thế nhưng mà ở mực nước thì ở đây có 5 5 hồ cảnh báo. Thì ở đây các anh chị có thể biết được là cái thông số cảnh báo ở đây là có bao nhiêu công trình đang cảnh báo. Thì để xem thông tin chi tiết ở danh sách các cái số liệu quan trắc thì anh chị bấm vào chi tiết, ví dụ như là xem thông tin chi tiết mưa tại trạm, anh chị bấm vào mưa. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện cảnh báo số liệu quan trắc của mưa. Thì ở đây các anh chị có thể thấy được thông tin gồm có là không trạm cảnh báo trên 42 trạm, và phía bên dưới này thì là cái phần thông tin cho phép các anh chị khai thác được thông tin là tên trạm và mưa hiện tại là gì, mưa hiện tại, mưa một ngày, mưa 3 ngày. Thì mưa hiện tại chính là mưa của 19 giờ, mưa lũy tích từ 19 giờ ngày hôm trước cho đến thời điểm hiện tại, và mưa một ngày thì chính là số liệu của 19 giờ của ngày hôm qua cho đến 19 giờ cách đấy một ngày. Tương ứng thì là mưa của 3 ngày là 19 giờ ngày hôm qua cho đến 19 giờ 3 ngày trước. Thông tin được lũy tích và hiển thị của anh cho phép các anh chị có thể khai thác được, mình nhìn được ngay tại giao diện quản lý danh sách cảnh báo lượng mưa. Ở phía trên này thì có các cái thông tin lọc cho phép các anh chị có thể xem được thông tin lọc theo trạm hoặc lọc theo hồ hoặc lọc theo thông tin của lưu vực, hoặc là mình cho phép các anh chị bấm vào các cái tiết time picker này, cái này để mình có thể mình xem được những cái dữ liệu trong quá khứ như thế nào. Ví dụ như là ngày hôm qua thì là cái lượng mưa nó diễn biến như thế nào, ngày hoặc là trong quá khứ mưa nó sẽ xảy ra như thế nào. Anh các chị có thể chọn bấm tiến bấm lùi ngày để xem ngày hôm qua như thế nào, hoặc là mình bấm chọn vào cái biểu tượng tờ lịch này thì mình bấm chọn ngày thì dữ liệu nó sẽ loát tương ứng và cảnh báo và sắp xếp theo cảnh báo. Ví dụ cảnh báo theo mưa hiện tại tăng dần, cảnh báo mưa theo ngày một ngày tăng dần giảm dần, cảnh báo mưa 3 ngày tăng giảm dần.
Thì để khai thác thông tin chi tiết của một trạm đo mưa thì các anh chị bấm chi tiết vào tên trạm, hoặc là mình bấm vào cái dấu ba chấm ở cạnh tên trạm đấy ạ. Đối với những cái trạm nào mà có biểu tượng vị trí thì nó sẽ có cái dấu, nó sẽ có cái biểu tượng quả cầu xanh, quả cầu màu xanh nó sáng như thế này thì sẽ có vị trí. Thì các anh chị bấm chi tiết, bấm vào tên, nó sẽ hiển thị vị trí của trạm tại bản đồ, và đồng thời cho phép mà các chị khai thác được thông tin của biểu đồ và bảng biểu. Tại biểu đồ thì cho phép các anh chị có thể khai thác được cái thông tin mưa thực đo sẽ có cái màu xanh da trời như thế này, và màu xanh lá cây này là mưa dự báo. Thì để lọc dữ liệu theo một khoảng thời gian bất kỳ thì các chị có thể là mình bấm vào biểu tượng tờ lịch như thế này, mình thay đổi lại cái khoảng thời gian để hiển thị dữ liệu. Thì hệ thống sẽ loát lại tương ứng với cái khoảng thời gian mà mình lựa chọn dữ liệu, mình xem dữ liệu, hoặc là mình lựa chọn xem theo ốp giờ. Hiện tại ở đây đang để mặc định là 1 giờ, các chị có thể xem theo ốp 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, hoặc là sớm xem theo ốp 24 giờ một ngày, hoặc là mình chọn lại nguồn mưa dự báo. Ở đây mặc định của hệ thống đang lựa chọn là nguồn ECMWF, các anh chị có thể chọn lại nguồn mưa dự báo khác. Thì để xuất báo cáo thì các anh chị bấm vào biểu tượng, bấm vào cái đường link xuất báo cáo ở trên góc này. Báo cáo sẽ được tải về dưới dạng Excel. Giao diện báo cáo mưa tải về ạ. Nó sẽ giống với cả cái phần lưới dữ liệu mưa được hiển thị ở tại bảng biểu. Thì ngoài ra thì các chị cũng có thể xuất báo cáo theo cách khác, bấm vào cái biểu tượng ba gạch này ạ. Thì ở đây nó sẽ có, mình có thể download với hình ảnh của cái biểu đồ này. Có thể là khi mà mình hiện một cái báo cáo gì đấy mà mình cần vào tích hợp hình ảnh biểu đồ chẳng hạn, thì các anh có thể là tải về biểu đồ vào, tải về dưới dạng JPEG hoặc là PNG này để mình đính kèm vào báo cáo. Hoặc là phía bên dưới này thì cũng cho phép các anh chị có thể download file Excel về ạ. Nó sẽ giống như khi một anh chị bấm vào xuất báo cáo như ở trên này. Tab bên cạnh là tab bảng biểu ạ, cho phép các anh chị khai thác dữ liệu của tại bảng biểu. Thì ở đây thì phần dữ liệu cho phép khai thác thì có bao gồm có phần thông tin về thời gian, lượng mưa thực đo, lượng mưa dự báo, độ chính xác, và thông tin lũy tích mưa ngày, lũy tích thực đo, lũy tích dự báo. Thì cái phần dữ liệu mà màu trắng ở phía trên này thì là phần chính là phần thông tin thực đo, chính là cái phần thông tin quan trắc. Còn ở phía dưới cái phần màu cam này thì là tức là phần dữ liệu dự báo. Đối với cột lượng mưa thực đo thì cho phép các anh chị khai thác được cái thông tin mưa thời đoạn tại cái thời điểm tương ứng theo giờ. Ví dụ như đây thì theo ốc 1 giờ thì 20 giờ thì là mưa là 0,2 mm, 21 giờ thì là mưa là 0,2 mm. Cột lượng mưa dự báo thì ở đây thì trong quá khứ thì nếu mà có thông tin dự báo ở trong quá khứ thì vẫn sẽ hiển thị ở đây để hỗ trợ cho các anh chị khai thác và so sánh được cái lượng mưa dự báo ở trong quá khứ so với cả cái mưa thực tế nó như thế nào. Phần bên dưới này là phần hiển thị mưa dự báo. Cột tiếp theo là cột độ chính xác, so sánh giữa mưa thực đo và dự báo, so với dự báo. Và bên cạnh này là phần lũy tích mưa ngày, thì cho phép các anh chị tổng hợp mà cho phép hệ thống tự động tổng hợp lũy tích thông tin mưa ngày. Thì phần dữ liệu mưa sẽ được cộng dồn từ 19 giờ ngày hôm trước cho đến 19 giờ ngày hôm sau, thì sẽ tự động reset lại và cộng dồn ghi đến cái thời điểm mới. Tiếp theo là lũy tích thực đo, thì nó sẽ hệ thống sẽ tự động cộng dồn lại theo phần lũy tích thực đo này từ trên xuống dưới, từ theo cái khoảng thời gian từ ngày đến ngày, nó sẽ cộng dồn mãi cho đến hết cái khoảng thời gian này, và
Và phần lũy tích dự báo này cũng tương tự như thế, thì nó sẽ cộng dồn lại cái khoảng thời gian theo cái lượng mưa dự báo này. Thì vừa rồi thì em đã trình bày xong phần khai thác thông tin cảnh báo lượng mưa. Tiếp theo là đến chức năng quan trắc mực nước. Thì để khai thác được thông tin quan trắc mực nước thì các anh chị bấm vào mực nước. Đây là giao diện hiển thị danh sách các cái hồ chứa, thông tin các cái hồ chứa cảnh báo mực nước hồ, theo cảnh báo mực nước hồ. Thì ở đây có 5 hồ được cảnh báo màu đỏ, thì các anh chị có thể khai thác được ngay thông tin tên hồ là hồ gì đang cảnh báo. Và mình thấy được cái màu đỏ này có nghĩa là nó như thế nào, thì các anh chị có thể mở vào cái phần chú giải để xem mà mực nước hồ đang trên mực nước dân bình thường chẳng hạn như vậy. Thì ở tại đây thì cho phép các anh chị khai thác thông tin của mực nước, dung tích, quy đến và quy sản. Tương tự thì đối với những cái công trình nào mà nó có cái biểu tượng quả cầu xanh như thế này thì tức là có vị trí. Thì các anh chị cũng thao tác tương tự như là khi mà mình thao tác với cái form mực nước. Thì để xem thông tin chi tiết của một hồ chứa thì các anh chị bấm vào tên hồ hoặc là mình bấm vào biểu tượng ba chấm đấy ạ. Thì nó sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của một hồ chứa. Thì cái này một chút nữa thì em sẽ nói kỹ hơn về cái thao tác tại chi tiết một công trình. Ở đây thì cho phép các anh chị có thể là sắp xếp thông tin theo mực nước tăng giảm dần, sắp xếp theo thông tin của dung tích, sắp xếp theo lưu lượng, hoặc là sắp xếp theo thông tin sản, hoặc là mình lọc dữ liệu ở trong quá khứ bằng cách mình bấm chọn vào biểu tượng tơ lịch. Thì ở đây có một cái menu có 6 cái chấm ở đây ở góc phía trên này, thì cho phép các anh chị có thể chuyển nhanh màn hình quan trắc dự báo. Thì các anh chị có thể bấm vào cái biểu tượng menu như thế này, hoặc là ở đây mình sẽ chọn vào dung tích. Thì cái thao tác cũng tương tự như là khi các anh chị ra phía bên màn hình mà ngoài bên phía ngoài mình được chọn. Đây là giao diện quản lý thông tin dung tích, thì cho phép các anh chị quản lý được tên hồ, mực nước hồ và dung tích hồ, quy đến, quy sản. Thao tác thì tương tự như với các cái form như trước. Tiếp theo là thông tin của hồ đang xả, quy đến và thông tin xả. Để khai thác thông tin mực nước sông thì các anh chị bấm vào mực nước sông ạ. Thì ở đây thì hiện tại có thông tin của một trạm đo mực nước là trạm Giao Vòng, lấy theo nguồn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương. Thì các chị có thể nhìn vào đây, mình có thể khai thác được nguồn lấy số liệu là ở đâu. Thì để xem được thông tin chi tiết liên quan đến trạm đo mực nước sông thì các anh chị cũng bấm vào tên của trạm. Thì nó sẽ hiển thị thông tin của biểu đồ và bảng biểu. Tương tự thì có thể là xuất báo cáo, tải báo cáo, thì anh chị cũng thao tác tương tự, mình bấm vào biểu tượng ba gạch như này để mình tải về hình ảnh báo cáo hình ảnh, hoặc là mình tải về cái bảng biểu. Phía bên dưới này thì có cảnh báo các số liệu dự báo. Thì để khai thác số liệu của dự báo mưa trạm, anh chị bấm vào mưa dự báo. Đây là giao diện dự báo lượng mưa. Thì đây anh chị có thể khai thác được cái thông tin theo nguồn nguồn mưa dự báo, hoặc là mình sắp xếp được sắp xếp thông tin mưa dự báo theo nhiều tiêu chí, theo 3 giờ hoặc là theo một ngày, hoặc là theo sắp xếp theo 3 ngày. Ở phía bên dưới này thì cho phép các anh chị khai thác thông tin mưa theo từng cái trạm đo. Thông tin được hiển thị 3 giờ tới, thông tin một ngày hoặc thông tin 3 ngày. Hiện tại thì các cái trạm đo được nhóm theo từng huyện, thì anh chị có thể là hỗ trợ mình xem một cách thuận tiện nhất. Thì để xem thông tin chi tiết dự báo lượng mưa thì anh chị cũng bấm vào tên trạm. Nó sẽ hiển thị vị trí của trạm và hiển thị cái thông tin số liệu dự báo mưa tại trạm. Thì cái thông tin cho phép khai thác bao gồm có mưa thời đoạn và mưa tích lũy, thông tin ghi chú khoảng thời gian
tự báo. Thì ở trung tâm màn hình các anh chị có thể khai thác được vị trí của trạm đo, vị trí của trạm đo và thông tin tại biểu đồ, thông tin của bảng biểu. Tương tự thì các anh các chị có thể khai thác được thông tin dự báo mực nước hồ, dung tích hồ, quy đến, kịch bản xả, mực nước sông. Ở đây đối với những cái hồ chứa nào được lắp đặt quan trắc tự động mực nước thì sẽ hệ thống sẽ tự động tính toán được cái dự báo mực nước đến hồ, thì cái thông tin dự báo sẽ được hiển thị ở tại đây. Phần bên dưới này thì hỗ trợ các anh các chị khai thác cái thông tin hỗ trợ vận hành hồ đập. Các cái thông tin khai thác bao gồm có thông tin về quan trắc tổng hợp, thông tin quan trắc thân đập và các cái thao tác liên quan đến điều hành vận hành hồ chứa, dự báo lũ. Tiếp theo là thông tin về camera, hình ảnh, hồ sơ, phương án ứng phó trường hợp khẩn cấp, báo cáo tóm tắt an toàn đập, các cái thông tin danh bạ, vân vân. Thì để khai thác cái thông tin nào thì các anh các chị bấm vào tương ứng. Ví dụ như là trường hợp muốn khai thác, các anh chị quản lý muốn khai thác cái thông tin quan trắc tổng hợp của hồ chứa ở khu vực của mình, các anh chị có thể bấm vào thì cái thông tin quan trắc tổng hợp thì sẽ hỗ trợ các anh chị khai thác thông tin của hồ chứa, lượng mưa, mực nước. Thì tại đây các anh các chị có thể tìm kiếm thông tin theo tên hồ. Em ví dụ mình đánh từ khóa tên hồ vào đây và enter để tìm kiếm. Tương tự thì ở bên lượng mưa mực nước các anh chị cũng có thể thao tác tìm kiếm tương tự như vậy để hỗ trợ. Hệ thống hỗ trợ anh các chị có thể là tìm kiếm được cái thông tin theo tên hồ, tên trạm nhanh nhất để mình có thể khai thác được cái thông tin quan trắc một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Thì tại tại giao diện quan trắc hồ chứa thì cho phép các anh chị khai thác được thông tin tên lưu vực, tên hồ, mực nước dân bình thường theo thiết kế, mực nước quy trình vận hành, dung tích thiết kế. Để hiển thị thông tin chi tiết của hồ chứa thì các anh chị bấm vào phần chi tiết này. Để xuất báo cáo thì các anh chị bấm vào xuất báo cáo. Đây là giao diện hiển thị của báo cáo quan trắc tổng hợp hồ chứa. Thì để in trực tiếp báo cáo ra máy in thì các anh chị bấm vào nút in này, hoặc là mình tải báo cáo về máy thì các anh chị bấm vào biểu tượng xuất và mình chọn định dạng cần tải về, ví dụ như là cần tải về PDF hoặc là mình tải về dưới dạng Excel, các anh chị bấm chọn tương ứng để tải về. Để khai thác thông tin quan trắc tổng hợp của lượng mưa thì các anh chị bấm vào lượng mưa. Ở tại lượng mưa này thì cho phép các anh chị khai thác thông tin theo tên lưu vực, tên sông, mã trạm, tên trạm. Mưa R1R này thì có nghĩa là thông tin dữ liệu mưa được tổng hợp từ 19 giờ ngày hôm trước cho đến cho đến 1 giờ sáng. R7R này là dữ liệu mưa được tổng hợp từ 1 giờ cho đến 7 giờ. 13 giờ là dữ liệu được tổng hợp từ 7 giờ cho đến 13 giờ. 19 giờ là dữ liệu được tổng hợp mưa tổng hợp từ 13 giờ cho đến 19 giờ. Và cái cột cuối cùng là cột tổng, là tổng cộng của các cái của bốn cái trường phía trước này tổng hợp lại. Thì để khai thác thông tin chi tiết của lưới dữ liệu hay biểu đồ của một cái trạm đo lượng mưa thì các anh các chị bấm vào tên trạm. Cái giao diện nó sẽ được hiển thị. Thì mình khai thác, anh chị khai thác thông tin, mình quản lý thông tin tương tự như là đối với cả cái thông tin của cái trạm đo mưa ban nãy ạ. Nó cũng sẽ có biểu đồ và bảng biểu tương tự như vậy.
theo là thông tin quan trắc tổng hợp của trạm đo mực nước. Thì ở đây là dữ liệu hiển thị trong ngày hôm nay, thì ngày 11 tháng 11 thì sẽ có hiển thị trạm ra vòng. Thì để xem chi tiết thông tin thì các anh chị bấm vào tên trạm. Để mở bảng biểu số liệu quan trắc tại trạm thì các anh chị bấm vào bảng biểu. Tương tự thì tải số liệu về các anh chị cũng bấm vào biểu tượng ba gạch. Chọn tải file, download file. Tiếp theo là phần quan trắc thông tin về thân đập. Thì đây là những cái đập thông tin thân đập mà có số liệu được hiển thị theo cả nước. Tiếp theo là phần khai thác thông tin của camera. Thì trong trường hợp công trình của mình ở tại địa phương mình mà có camera thì cái danh sách camera tổng hợp sẽ được hiển thị ở phía bên ngoài này ạ. Hiện tại thì chưa có camera nào được lắp đặt hiển thị trên hệ thống. Tiếp theo là giao diện quản lý thông tin hình ảnh. Thì đây là thông tin của hình ảnh được hiển thị. Thì tất cả những hình ảnh này được quản lý ở trong chi tiết theo từng công trình. Thì khi các anh chị cập nhật thêm sửa xóa hình ảnh lên công trình hồ chứa của mình chẳng hạn, thì nó sẽ được hiển thị ra phía bên ngoài này để phục vụ khai thác dữ liệu về hình ảnh. Thông tin hồ sơ. Thì đối với các cái công trình mà có hồ sơ công trình thì sẽ được hiển thị ra phía ngoài để cho các anh chị để cho các anh chị có thể khai thác được các cái thông tin về hồ sơ công trình. Ví dụ là có công trình 19, công trình bảo đài hoặc công trình nghĩa hy đã có thông tin lên hệ thống thì nó sẽ hiển thị ra phía ngoài như thế này. Anh chị có thể khai thác được dữ liệu công trình theo cái mô hình kênh như thế này. Thì ở cái folder ở phía ngoài cùng này chính là tên của hồ chứa hay là tên của cái công trình tương ứng. Phía bên trong thì là có những cái folder con hoặc là có những cái file đính kèm. Anh chị có thể bấm vào để mình có thể xem thông tin chi tiết. Mình có thể xem khai thác thông tin chi tiết ngay tại trình duyệt web mà không cần phải tải về. Hoặc là các anh chị cũng có thể làm thao tác tải về bằng cách chị bấm vào biểu tượng thêm và mình bấm tải xuống để tải về. Thì ở đây thì để cập nhật thông tin hồ sơ công trình thì anh chị có thể mình chọn vào trong folder công trình mình cần cập nhật và sau đó bấm biểu tượng dấu cộng hoặc là mình bấm biểu tượng sổ xuống như thế này. Các anh chị chọn thư mục mới. Trong trường hợp mình muốn tạo một cái folder mới ở bên phía trong này, và trường hợp mà mình muốn tải tệp lên thì các anh chị bấm vào tải tệp lên. Mình chọn tệp, mình đưa tệp đấy lên. Hoặc là mình tải cả thư mục lên, mình thao tác tương tự như vậy. Để xóa folder hoặc là xóa file thì các anh chị bấm chọn vào folder hoặc vào file tương ứng và bấm chọn vào cái biểu tượng không rác này để xóa. Tiếp theo là báo cáo tóm tắt an toàn đập. Thì để khai thác cái thông tin báo cáo tóm tắt an toàn đập của tỉnh Quảng Trị thì các chị thuộc ban quản lý có thể bấm chọn vào biểu tượng báo cáo tóm tắt. Đây là giao diện hiển thị của báo cáo tóm tắt ạ. Ở đây thì cho phép các anh chị khai thác được những cái thông tin như là phần số lượng và phân loại hồ chứa. Phần thứ hai là tình hình tích nước. Thì để in ra thì các anh chị bấm vào biểu tượng máy in hoặc là để tải về các anh chị bấm vào xuất, chọn định dạng file cần tải về. Để quản lý cái thông tin danh bạ thì các anh chị cũng có thể bấm vào danh bạ này. Để mình khai thác cái thông tin về số điện thoại liên hệ và tên của các đơn vị, email, chức vụ, địa chỉ.
để hiển thị tổng hợp thông số kỹ thuật thì các anh các chị bấm vào tổng hợp thông số kỹ thuật. Đây là giao diện quan trắc tổng hợp thông số kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị. Nó sẽ chia thành đây sẽ chia thành nhất là trên 100 triệu mét khối. Cái bên dưới này có sẽ có dung tích từ 10 cho đến 100 triệu mét khối. Tương ứng ở phía dưới này sẽ giảm dần. Cho phép các anh chị có thể khai thác được thông tin thông số kỹ thuật. Đối với thông số kỹ thuật này thì gồm có thông số kỹ thuật của hồ chứa, của đập chính, của tràn xả lũ, của cống lấy nước, thông tin có quy trình vận hành hay là không có quy trình vận hành, năm xây dựng, sửa chữa. Thì tất cả các cái thông tin này đều được quản lý ở tại chi tiết của một công trình, một hồ chứa, một đập dâng, vân vân. Và sau khi các anh chị cập nhật thông tin lên chi tiết công trình đấy thì nó sẽ hiển thị ra phía bên ngoài này để phục vụ cho việc khai thác dữ liệu quan trắc tổng hợp. Để sửa thông tin chi tiết công trình thì sửa thông số kỹ thuật thì các anh chị có thể bấm chọn vào tên của công trình cần sửa, bấm vào sửa chi tiết. Nó sẽ hiển thị giao diện chi tiết của công trình đấy và mình có thể thao tác chỉnh sửa tại đây. Thì một chút nữa khi nói về chi tiết của một công trình thì em sẽ giới thiệu phần này nó kỹ hơn ạ. Thì đối với cả mỗi tài khoản thì nó sẽ có danh sách hồ quản lý khác nhau. Thì để xem nào cái tài khoản, để xem nào cái thông tin danh sách hồ quản lý của tài khoản đăng nhập là như thế nào, để thuận tiện nhất thì anh chị có thể bấm vào danh sách hồ quản lý. Thì ở đây thì tài khoản của em đăng nhập thì nó đang quản lý tất cả cái hồ chứa thuộc đơn vị của mình, cho nên là nó vẫn hiển thị là này hồ. Để xuất báo cáo thông số kỹ thuật thì các anh các chị bấm vào xuất báo cáo. Đây là giao diện tổng hợp thông số kỹ thuật của hồ chứa. Để in ra thì các anh chị cũng thao tác tương tự như vậy. Và tải về máy thì bấm vào xuất, chọn cái dạng file cần tải. Tiếp theo là phần khai thác thông tin nhập liệu thủ công. Thì các anh chị bấm vào nhập liệu thủ công. Thì đối với những cái công trình, đối với những công trình nào mà chưa có cái thông tin chưa được lắp đặt các cái trạm đo tự động thì các anh chị có thể cập nhật dữ liệu lên bằng cách mình cập nhật nhập liệu thủ công. Thì các anh chị có thể vào form này để mình cập nhật thông tin nhập liệu thủ công, hoặc là mình vào đây để mình khai thác cái dữ liệu cập nhật thủ công được cập nhật trong ngày. Để khai thác dữ liệu cập nhật trong quá khứ thì các anh chị có thể bấm mũi tên này, bấm lùi ngày, hoặc là mình bấm vào cái biểu tượng cờ lịch này, mình chọn ngày cần hiển thị dữ liệu. Thì tại giao diện này cho phép các anh chị có thể cập nhật thông tin quan trắc theo thông số quan trắc và theo cái giá trị, cập nhật giá trị quan trắc vào từng các cái giờ tương ứng. Ở đây hệ thống mặc định hiển thị 7 giờ và 13 giờ. Các anh chị có thể là mình chọn lại cái khung giờ khác bằng cách mình bấm vào thiết lập quan trắc. Mình chọn lại cái giờ hiển thị ở đây để phục vụ việc khai thác dữ liệu nhập liệu thủ công cũng như làm cập nhật cái số liệu theo cái thời gian tương ứng. Ở đây các anh các chị có thể bấm chọn chọn giờ, bấm lưu lại thông tin, hệ thống sẽ tương ứng hiển thị thêm cái khung giờ mình đã chọn hoặc là mình bỏ cái khung giờ đấy đi. Đây thì hệ thống hỗ trợ nhập dữ liệu theo nhiều ngày hoặc là nhập dữ liệu Excel theo một ngày để hỗ trợ tải lên cái thông số quan trắc một cách thuận tiện nhất, nhanh nhất qua Excel. Khi để cập nhật thông tin dữ liệu ở trong ngày thì các anh các chị có thể là bấm vào nhập dữ liệu, bấm vào link nhập dữ liệu. Đây là giao diện hiển thị cho phép các anh chị có thể nhập thông tin. Thì ở đây thì đối với mực nước hồ ở tại hồ 19 tháng 5 thì như thế nào thì các anh ở từ thời điểm 7 giờ ngày hôm nay như thế nào là các anh chị có thể nhập vào đây.
ví dụ là 5.8 chẳng hạn. Sau đấy thì mình bấm lưu để lưu lại thông tin, thì cái mực nước này nó sẽ lưu lại thông tin và nó sẽ thứ nhất là nó sẽ chuyển cái thông tin này ra phía bên ngoài cái thông tin quan trắc hệ thống để các anh để nhìn thấy được là cái thời điểm 7 giờ đấy quan trắc đo được là mực nước hồ là bao nhiêu, và thứ hai là nó sẽ đưa vào trong tính toán trong trường hợp là mực nước hồ nó sẽ tham gia vào cái công thức nào đấy để tính toán, ví dụ như tính toán dung tích chẳng hạn, hoặc là tính toán những cái thông tin liên quan đến dự báo. Ở đây thì em không nắm được thông tin chính xác của mực nước cho nên em sẽ không lưu lại thông tin này. Thì để hủy cái thao tác nhập không nhập thì các anh chị sẽ bấm vào biểu tượng hủy nhập này, mình sẽ không nhập thông tin. Thì để cập nhật thủ công lượng mưa thì các anh chị có thể bấm vào link nhập liệu thủ công lượng mưa. Thì đây cho phép các anh chị cập nhật thông tin mưa theo lượng mưa chạm. Ở đây thì phía trên này có cái biểu tượng Redbox chạm này cho phép các anh chị chọn chọn chạm ở đây. Anh chị có thể nhập vào từ khóa gợi ý tên của chạm, ví dụ Đắk Rông. Thì nó sẽ hiển thị cái trạm tên trạm Đắk Rông đấy, mình có thể chọn vào trạm đấy thì nó sẽ lọc được đúng cái thông tin của tên trạm cần cập nhật dữ liệu. Thì để cập nhật dữ liệu thì các chị chọn ngày cần cập nhật dữ liệu, ví dụ như là cập nhật dữ liệu trong quá khứ thì anh chị bấm chọn lại ngày, hoặc là cập nhật dữ liệu ngày hôm nay thì các anh chị để nguyên, nó sẽ hệ thống mặc định ngày hôm nay. Ốp giờ thì cho các chị nhập dữ liệu mưa theo ốp giờ, ví dụ như là hiện tại đang mặc định ở đây là 6 giờ thì nó sẽ là nhập theo 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ, hoặc anh chị có thể chọn theo ốp 12 giờ nhập theo 7 giờ hoặc là 19 giờ. Để cập nhật dữ liệu thì các anh chị cứ cập nhật vào cập nhật dữ liệu vào ô mưa thời đoạn tương ứng với cả cái thời gian tương ứng đấy, và sau đó bấm cập nhật dữ liệu để lưu lại thông tin. Thì cái thông tin lượng mưa chạm này, cái thông tin quan trắc lượng mưa chạm này nó cũng sẽ được lưu lại và sẽ được hiển thị ra phía quan trắc lượng mưa ở phía bên ngoài. Trong trường hợp mà các anh chị mà muốn mình cập nhật thông tin chưa chính xác thì các anh chị muốn cập nhật lại thì các anh chị cũng vào đây và mình sửa lại cái con số cập nhật trong này và mình bấm cập nhật dữ liệu để lưu lại thông tin chính xác. Ứng thì mình sẽ chọn chặng khác để cập nhật những thông tin. Ở đây các chị có thể vào đây để mình khai thác những cái thông tin mưa chạm tương ứng và cập nhật. Đấy là thông tin về thao tác khai thác dữ liệu nhập liệu thủ công và cập nhật nhập liệu thủ công ở tại giao diện màn hình chính này. Thì đối với cả trong chi tiết của một công trình thì cũng cho phép các chị cán bộ tại đơn vị của mình đang quản lý dữ liệu của một cái hồ chứa nào đấy hoặc là một cái đập dâm nào đấy, các chị có thể là nhập liệu thủ công ngay tại cái công trình đấy, thì nó sẽ có một cái giao diện khác để hỗ trợ các chị nhập liệu thủ công ở tại chi tiết của một cái hồ chứa, một cái đập dâm. Thì một chút nữa thì khi giới thiệu về chi tiết hồ chứa thì em sẽ nói rõ hơn ạ. Tiếp theo thì để khai thác thông tin báo cáo đánh giá an toàn đập thì các chị bấm vào báo cáo đánh giá an toàn đập. Ở đây cho phép hiển thị cái thông tin báo cáo hiện trạng đánh giá an toàn đập của tỉnh Quảng Trị. Thì các cái thông tin ở đây bao gồm có tên hồ chứa, địa điểm, diện tích lưu vực, tích tưới, dung tích, hắt mắc, các cái thông tin về hệ thống quan trắc. Những cái thông tin này sẽ được quản lý ở phía bên chi tiết công trình, chi tiết của một công trình. Thì sau khi mà các chị quản lý công trình cập nhật thông tin lên thì những cái thông tin sẽ được tổng hợp lại và sẽ được đưa ra phía bên ngoài phục vụ cho các anh chị thuộc quản lý cái thông tin thuộc sở, thuộc bộ quản lý các cái thông tin ở phía bên ngoài này. Thì ở đây cho phép các anh chị có thể lọc thông tin theo năm, lọc thông tin báo cáo theo năm.
hoặc là lọc thông tin theo đơn vị đánh giá. Trạng thái đánh giá để xuất báo cáo thì các anh chị bấm vào nút xuất báo cáo. Khi anh chị bấm vào cái đường link xuất báo cáo thì giao diện báo cáo hiện trạng đánh giá phần đập sẽ được hiển thị. Thì ở đây thì các anh chị có thể khai thác thông tin và thao tác in ra hoặc là mình tải về. Để tải về hướng dẫn sử dụng, các anh chị có thể bấm vào tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng. Để xuất ra báo cáo, để tổng hợp ra báo cáo nhanh, các anh chị bấm vào báo cáo nhanh ạ. Thì tại báo cáo nhanh, các anh chị có thể khai thác được biểu đồ hiển thị của báo cáo đánh giá an toàn hồ chứa, biểu đồ hiện trạng mưa, biểu đồ hiện trạng của mực nước hồ, cái biểu đồ hiện trạng mực nước các sông. Cái thông tin được hiển thị theo nguồn Alex. Ở đây các chị có thể chọn lại nguồn. Để khai thác thông tin tổng hợp báo cáo thì các anh chị bấm vào tổng hợp báo cáo. Ở đây thì cho phép các anh chị khai thác báo cáo tổng hợp số liệu mưa, báo cáo tổng hợp số liệu hồ chứa, báo cáo tổng hợp liên quan đến mực nước sông, báo cáo phạm vi ảnh hưởng. Ở phía bên giữa này thì là cái demo là cái hình ảnh demo hiển thị của cái giao diện báo cáo sẽ được hiển thị. Thì để xem báo cáo nào thì các anh chị bấm vào bấm chọn vào báo cáo đấy. Ví dụ như em muốn xem báo cáo tổng hợp mưa tổng hợp. Và sau đó các anh chị bấm chọn vào nút xuất báo cáo, xem báo cáo. Đây là giao diện báo cáo quan trắc tổng hợp lượng mưa. Thì tương tự thì các anh chị bấm chọn in để in ra máy in hoặc là mình bấm xuất để tải về. Để xem báo cáo mưa năm thì các anh chị bấm vào báo cáo mưa năm. Chọn xem báo cáo. Ở đây mình chọn lưu vực tương ứng. Bấm xuất báo cáo. Vì tổng hợp mưa năm của lĩnh vực nó số liệu nó khá là nhiều cho nên là các anh chị có thể là mất thời gian chờ một chút. Đây đây là giao diện của lượng mưa năm. Tất cả các cái mẫu form này thì bên em đã được tham khảo từ các cái báo cáo gửi lên cấp sở và gửi lên cấp tỉnh, cấp cấp sở và cấp bộ để tổng hợp đưa ra những cái mẫu báo cáo như thế này. Tương ứng thì để tải về thì các anh các chị có thể bấm vào xuất hoặc là để in ra, các anh chị bấm vào biểu tượng in. Tải về báo cáo mưa ngày thì các anh chị bấm vào mưa ngày và mình bấm vào xem báo cáo. Đây các chị có thể là mình chọn chọn trang cần hiển thị báo cáo mỗi ngày và bấm xuất báo cáo. Ví dụ như đối với trạm Cam Chính thuộc tỉnh Quảng Trị thì có số liệu mỗi ngày sẽ được hiển thị như thế này. Đây là tháng 1, ngày mùng 1, ngày mùng 2, cột phía bên dưới này là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3.
và cái cột tháng sẽ có số La Mã này, 1 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Để in ra là các anh chị bấm vào máy in, bấm vào biểu tượng máy in và để xuất như này. Để tải về các anh chị bấm chọn và xuất. Để tải về báo cáo mưa giờ để các anh chị bấm vào báo cáo mưa giờ và bấm xem báo cáo. Thì ở đây các anh các chị tương ứng mình chọn lại trạm. Giao diện hiển thị cũng có ngày giờ. Ngày thì mặc định là ngày hôm nay, còn giờ thì sẽ theo 7 giờ đến 8 giờ, 8 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 10 giờ tương ứng ạ. Báo cáo mưa trận. Các anh chị chọn báo cáo mưa trận, bấm xem báo cáo. Chọn trạm. Đây là giao diện thì báo cáo mưa trận. Để xem báo cáo của nhiều trạm thì anh chị cũng chọn nhiều trạm. Còn tại phần chọn trạm này thì hệ thống nó sẽ hiển thị thành nhiều trang. Ví dụ ở trang 1 thì là thuộc trạm cam chính, thì trang 2 sẽ thuộc trạm ba nan chẳng hạn. Thì anh chị bấm biểu tượng mũi tên tiến lùi hoặc là đánh số ở đây. Trong trường hợp mà cái dòng cái của mình nó có báo cáo của mình nó nhiều nhiều dòng và nhiều nhiều trang, mình có thể đánh số ở đây để hiển thị số trang. Báo cáo tổng hợp số liệu hồ chứa thì có báo cáo quan trắc tổng hợp hồ chứa. Các anh chị cũng chọn tên và bấm vào xem báo cáo. Báo cáo tổng hợp thông tin hồ chứa. Đây là giao diện báo cáo thông tin hiện trạng hồ chứa. Báo cáo về danh sách đập hồ chứa. Báo cáo thống kê thông số kỹ thuật của hồ chứa. Báo cáo các số liệu liên quan đến mực nước sông. Vừa rồi thì em đã trình bày xong về phần hỗ trợ vận hành thông tin của hồ đập và các cái thông tin để khai thác dữ liệu quan trắc và số liệu dự báo. Thì một chút nữa thì em sẽ giới thiệu tiếp về phần khai thác thông tin hiện trạng đập hồ chứa, và sau đó thì nói chi tiết vào thông tin của một công trình thì sẽ giới thiệu các anh các chị cách mà mình đưa hình ảnh lên hệ thống như thế nào, và cách thức mình nhập liệu thủ công, mình quản lý cái thông tin ở đối với cả công trình hồ chứa đập dâng của mình như thế nào ạ. Thì các anh chị có thể nghỉ ngơi một chút khoảng 10 giờ kém 15, 9 giờ 45 thì chúng ta tiếp tục ạ. Bây giờ là 9 giờ 30. Xin cảm ơn ạ.